Người đang đi dọc theo biển hồ Galilee thì thấy hai anh em kia là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, và người anh là ông Andrê đang quăng chài xuống biển vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông: "Các anh hãy theo tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá." Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo người. Đi một quãng nữa, người thấy hai anh em khác, con ông Zebedê là ông Giacôbê và người em là ông Gioan. Hai ông này đang cùng với cha là ông Zebedê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông, lập tức các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo người. Xin kính chào quý ông bà anh chị em. Hôm nay thứ ba, ngày 30 tháng 11 năm 2021, lễ kính Thánh Andrê Tông Đồ. Thánh Andrê được vinh dự làm một trong số 12 tông đồ của Chúa Giêsu. Như em trai mình là Phêrô, ngài làm nghề đánh cá và không có gì khác ngoài chiếc thuyền. Ngài vẫn sống tại làng Bethsaida nhỏ bé bên bờ biển Galilee, cũng gọi là hồ Genesaret. Thỉnh thoảng, Andrê có tới nghe Gioan Tẩy Giả rao giảng trong sa mạc. Khi ấy, Đức Giêsu xuống Galilee và Gioan Tẩy Giả đã giới thiệu với những người nghe ông rằng đây là Chiên Thiên Chúa. Andrê có mặt ở đó với Gioan, đã biết được Chúa Giêsu là đấng thiên sai mong chờ. Gioan và Andrê lên đường theo người xa xa vì họ được đánh động nhưng lại không dám đến gần. Chúa Giêsu quay lại và hỏi các ông: "Các anh tìm chi vậy?" Họ đáp lại: "Thưa thầy, thầy ở đâu?" Chúa Giêsu nói: "Hãy đến mà xem." Và cả hai đã ở đó, đã ở với Chúa Giêsu hôm ấy. Đó là lần đầu tiên Andrê gặp gỡ Chúa Giêsu. Khi trở về nhà, Andrê đã nói với em mình là ông Phêrô: "Chúng tôi đã gặp được đấng thiên sai." Một ngày đẹp trời nọ, đang khi Andrê cùng với em ông là Phêrô đang thả lưới bên bờ biển hồ Galilee, thì Chúa Giêsu đi ngang qua và đưa ra lời mời gọi quyết định cuộc đời các ông: "Các anh hãy theo tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá." Lập tức hai anh em bỏ chài lưới mà đi theo người. Trong phép lạ Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều, ông Andrê là người lên tiếng thưa với Chúa: "Ở đây có một em bé có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá, nhưng với bằng ấy người thì thấm vào đâu?" Gioan chương 6 câu 9. Và ở Jerusalem, khi những người Hy Lạp xin gặp Chúa Giêsu, ông Andrê là người đã giới thiệu họ với Chúa. Gioan chương 12 câu 22. Tương truyền sau khi Chúa Giêsu về trời, Thánh Andrê đã loan báo tin mừng ở Jerusalem, ở Jude và Galilee. Sau đó ngài đến giảng đạo ở vùng biển Đen, Hy Lạp và chịu tử đạo tại đó. Người ta bắt ngài đem nộp cho quan tổng trấn ở Patra. Viên quan này bảo ngài tế thần, thì ngài nói: "Thần của các ông là ma quỷ xấu xa, không nên thờ. Chỉ phải thờ Thiên Chúa là vị thẩm phán có quyền xét xử mọi người." Tổng trấn hỏi lại một cách mỉa mai: "Vị thẩm phán anh nói là ông Giêsu bị đóng đinh trên khổ giá đó phải không? Nếu anh không dâng hương tế thần, anh cũng sẽ phải chết treo trên khổ giá như thế." Thánh nhân chẳng những không sợ mà còn vui vẻ nói: "Chết treo trên khổ giá đó là hạnh phúc lớn nhất của tôi, vì được chết giống thầy chí thánh của tôi." Viên tổng trấn nổi giận, truyền đem treo ngài lên thập giá cho chết. Khi nhìn thấy thập giá mà ngài sẽ phải treo lên, ngài chào mừng và nói: "Ôi, thánh giá là nơi Chúa chịu chết chuộc tội loài người.
ta đã quý mến ngươi từ lâu. Ngươi hãy giúp ta đến gặp Chúa Giêsu là thầy chí thánh của ta. Lý hình cột treo Ngài lên thập giá, và từ trên cao Ngài kêu gọi mọi người hãy tin thờ Chúa, rồi gục đầu tắt thở. Noi gương Thánh Andrê tông đồ, chúng ta đừng sợ thập giá, mà hãy sẵn sàng vác thập giá theo Chúa hằng ngày, và nhiệt thành giới thiệu Chúa chịu chết trên thập giá là đấng cứu chuộc mọi người. Lạy Chúa, hôm nay chúng con mừng kính Thánh Andrê, người ngư phủ đã tin Đức Giêsu là đấng Mêsia và mau mắn giới thiệu cho em mình. Xin nhận lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp mà củng cố niềm tin của chúng con, để chúng con cũng chia sẻ niềm tin của mình cho những người chúng con gặp gỡ. Amen.